Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án Arup, Boti, các dự án IEO, các dự án IDO, chất lượng và uy tín đến từ các nền tảng khác nhau, cũng như đến từ sàn giao dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh, chia sẻ video, tham gia vào những kênh mạng xã hội mà mình để ở phía dưới mô tả video, để các bạn có thể theo dõi những dự án mới nhất mà mình đem đến cho anh em. Nội dung video chia sẻ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với nền tảng Gonsi NFT. Dự án ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận token GS, dự án đến từ mạng Binance Smart Chain. Tham gia vào dự án này thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot tiếp theo các bạn thành phần captcha. Chúng ta sẽ đi vào nhiệm vụ Arup. Các bạn nút cho Arup. Bạn này là cho group Telegram channel nhiệm đầu tiên. Mở kênh mạng số. Bạn là luôn submit detail cho mình. Điền new name của kênh Telegram. Tan ra bài tôi sẽ setting copy producer đây. Thì pin post về dự án này sử dụng các tài test. Đây, giờ mình sẽ làm. Follow. Like, close this. Thêm thẻ test. Test nhiều rồi. Phần Medium mình cũng sẽ follow luôn. Nhìn nó đỡ vướng. Test người dùng. Chính ra là có một bài phần bài tweet riêng, nhưng mà mình không làm phần tweet, mình lừa một tí. Chúng ta sẽ ấn về từng nhà, copy phần property. Medium chúng ta tiến hành follow Medium, sau đó chúng ta ấn vào ba rồi chấm ấn avatar. Avatar vào phần new name. Copy phần profiling. Chờ đây chúng ta paste phần profiling phía dưới đây nhé. Địa chỉ V20 các bạn dùng VTS ở trên chất wallet hoặc là MetaMask, chúng ta copy phần địa chỉ ta sau đó quay trở lại các bạn paste vào. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về dự án iRope để chúng ta nhận token Gonsi NFT. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em nội dung video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.